Hôm nay trong bản tin tổng hợp ngày 28 tháng 10 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Anh Quốc chuyển cho Việt Nam hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập trong vụ 39 người được phát hiện chết trong xe tải đông lạnh ở Essex, gây chấn động dư luận những ngày qua. Kiến nghị hoãn xuất cảnh người có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, tiếp tục bị khởi tố liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài tìm hiểu về tác động của dân số già đối với kinh tế và an sinh xã hội. Ngoài những mẫu tin vừa nêu, chương trình còn có những thông tin và thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, Anh Quốc chuyển cho Việt Nam hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập trong vụ 39 người được phát hiện chết trong xe tải đông lạnh ở Essex, gây chấn động dư luận trong những ngày qua. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn cho biết như vừa nêu vào ngày 28 tháng 10. Ông này nói rằng Anh Quốc chuyển hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cho phía Việt Nam, có nghĩa London có nghi ngờ về nguồn gốc các nạn nhân nên phải phối hợp trao đổi giữa hai bên để xác minh cụ thể. Ông Bùi Thanh Sơn cho biết Anh Quốc chuyển hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cho phía Việt Nam, có nghĩa London có nghi ngờ về nguồn gốc các nạn nhân nên phải phối hợp trao đổi giữa hai bên để xác minh cụ thể. Ông Bùi Thanh Sơn cho biết trong ngày 28 tháng 10, cơ quan đại diện Việt Nam có gặp đại sứ Anh tại Hà Nội để trao đổi thông tin và nếu có căn cứ sẽ xác định danh tính những trường hợp đã được gửi hồ sơ ngay. Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đang thực hiện các phần việc cụ thể. Trước mắt là giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại London, túc trực ở hiện trường, bám sát hoạt động của cảnh sát hạt Essex ở ngoại thành London để chờ đợi thông tin. Liên quan đến tin tức có những nạn nhân chết trong xe tải ở London, là người dân Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh, bí thư tỉnh ủy Nghệ An lên tiếng nói với báo giới bên hành lang Quốc hội rằng đây là một sự việc đáng tiếc. Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng thông tin rằng Sở Ngoại vụ tỉnh là cơ quan liên lạc với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam để cung cấp những thông tin cần thiết cho phía Anh Quốc để xác lập thông tin. Phía Công an tỉnh Nghệ An cũng đang rà soát, kiểm tra lại các vấn đề liên quan. Ngoài ra, thông tin có người dân tỉnh Nghệ An nằm trong số 39 người chết trong xe tải ở Anh Quốc cũng có tin nói rõ, trong số đó có người dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Liên quan tình hình này, lãnh đạo huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh được dẫn lời rằng chưa thể công bố thông tin gì thêm, vì về nguyên tắc, để xác minh thân nhân phải giám định ADN hoặc vân tay. Trong khi đó, vào ngày 27 tháng 10, Công an Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu tóc, mẫu máu của các gia đình có trình báo thân nhân mất tích để giám định ADN. Màn báo Tổ quốc trong ngày 28 tháng 10 dẫn phát biểu của ông Trần Đức Lân, bí thư đảng ủy xã Cương Giáng, tỉnh Hà Tĩnh, rằng Công an tỉnh vừa về địa phương để xác minh thông tin một thiếu niên mất tích khi sang Anh Quốc. Chính quyền địa phương cho biết, người anh trai của nạn nhân có tên NHH, 15 tuổi, xác nhận em trai mất tích khi trên đường xuất ngoại sang Anh Quốc. Truyền thông trong nước hôm 27 tháng 10 trích lời các giới chức hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho biết đã có ít nhất 24 gia đình thông báo có con mất tích tại châu Âu và Anh tính đến chiều cùng ngày. Tại Nghệ An, đến lúc này đã có 14 người được gia đình xác nhận có con mất tích, bao gồm 5 người ở huyện Yên Thành và thành phố Vinh đã được trình báo với chính quyền hôm 26 tháng 10. Cho đến lúc này, cảnh sát hạt Essex Anh, nơi phát hiện container, vẫn rất thận trọng trong việc đưa ra các suy đoán về quốc tịch của các nạn nhân. Chánh thanh tra cảnh sát Anh Martin Passmore hôm 26 tháng 10 kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt tại Anh để đẩy nhanh việc nhận diện thi thể. Ông cũng kêu gọi các gia đình tại Việt Nam đang lo lắng rằng người thân của họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân, nên ngay lập tức liên lạc với nhà chức trách Anh. Tối ngày 27 tháng 10 năm 2019, hơn 20 người dân Hà Nội tập trung trước nhà thờ lớn, rải hoa và thắp nến làm thành số 39 để tưởng niệm 39 người chết trong thùng xe container ở Anh vừa qua mà nhiều người nghi ngờ rằng có người Việt trong số đó. Trang Facebook Green Trees, một tổ chức xã hội dân sự về môi trường, đăng tải các hình ảnh buổi tưởng niệm và viết thông điệp. Đây là một thông điệp gửi đến mọi người rằng tất cả người dân Việt Nam hiện đang cùng chịu một bi kịch như vậy. Mất niềm tin. Chúng ta đã có tị nạn chính trị, tị nạn giáo dục, tị nạn môi trường và bây giờ là niềm tin vụn vỡ. Hãy đến cùng chúng tôi để cầu nguyện các bạn nhé. Trong buổi tối tưởng niệm các nạn nhân mới đây,
nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ những bức ảnh chụp trên trang cá nhân cùng với những lời thơ trong bài Ta Về của cố thi sĩ Tô Thụy Yên. Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Chút rượu hồng đây xin rưới xuống, giải oan cho cuộc biển dâu này. Nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam này đặt câu hỏi, người Việt chúng ta còn sống mãi với bi kịch thế này sao các bạn? Giáo sứ Mỹ Khánh do Linh Mục Đặng Hữu Nam quản nhiệm và giáo sứ Song Ngọc do Linh Mục Nguyễn Đình Thục quản nhiệm vào cuối tuần qua cũng tiến hành thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân chết trong xe tải đông lạnh ở Essex, Anh Quốc. Sáng ngày 28 tháng 10, Quốc hội họp riêng từ 10 giờ 30 sáng đến trưa để nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2019. Theo truyền thông trong nước, tại phiên họp, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến về vấn đề bãi tư chính, dù nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hôm 24 tháng 10. Báo Người Đồng Hành trích dẫn lời đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng phiên họp này rất quan trọng. Không chỉ tôi mà nhiều đại biểu đều mong đợi có thông tin cập nhật chính xác về vấn đề này để nắm bắt tình hình và báo cáo lại cử tri. Đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu, giữ gìn hòa bình, hữu nghị với Trung Quốc là quan trọng, nhưng tôi mong muốn Quốc hội thể hiện thái độ rõ ràng với những hành vi xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông. Trong khi trước đó vào ngày 21 tháng 10, thay mặt Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội, cử tri cả nước những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Cũng trong buổi báo cáo công khai này, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, trong đó có nhắc đến những vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam. Từ đầu tháng 7 năm 2019, Trung Quốc điều tàu hải cảnh, dân binh và tàu khảo sát Hải Dương 8 vào sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã 4 lần lên tiếng chính thức yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi vùng biển Việt Nam. Thế nhưng trong suốt thời gian đó, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng không hề lên tiếng. Tuy nhiên, tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sáng 7 tháng 10 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi phân tích tình hình Biển Đông để có quyết sách phù hợp. Đây được xem là phát biểu đầu tiên của người đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam sau hơn 3 tháng đội tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa gửi phiếu đề nghị các đại biểu Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề để chất vấn vào ngày 6 và 8 tháng 11. Đáng chú ý trong các nhóm vấn đề là về việc bổ nhiệm cán bộ, mạng xã hội, xử lý tham nhũng. Theo đó, các nhóm vấn đề chính lần lượt sẽ được chất vấn gồm nhóm vấn đề thứ nhất trong phiếu đề nghị là lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trách nhiệm trả lời cho nhóm vấn đề này thuộc về Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương liên quan quản lý, điều tiết điện, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo, thương mại điện tử và kinh tế số, công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, v.v. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng các bộ như Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cùng trả lời. Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực thanh tra như công tác thanh tra xử lý tham nhũng v.v. Trách nhiệm trả lời chính là Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực nội vụ, nội dung là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Nhóm vấn đề cuối cùng thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông như công tác quản lý báo chí, công tác quản lý thông tin điện tử, mạng xã hội v.v. Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Bộ Công an vào ngày 27 tháng 10 đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. 6 bị can bị khởi tố gồm Dương Tuấn Minh, nguyên tổng giám đốc, Dương Thị Trâm Anh, nguyên phó tổng giám đốc, Nguyễn Thu Trang, nguyên phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu Tổng công ty Cửu Long, và Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Trung đều là nhân viên công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. Các bị cáo trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố 3 bị can khác gồm ông Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc công ty Thái Sơn, Phạm Văn Diệt, giám đốc điều hành
và Vũ Thị Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và hiện cả ba bị can đang bị tạm giam trong một vụ án khác liên quan đến vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản cho nhà nước theo luật định. Do dính líu đến Đinh Ngọc Hệ mà nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiển vừa bị khởi tố cách chức. Dự thảo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người có trường hợp bị thanh tra, kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy cần ngăn chặn việc người đó chạy trốn. Đó là kiến nghị bổ sung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh báo cáo trong phiên giải trình Quốc hội về việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chiều ngày 28 tháng 10. Thượng tướng Võ Trọng Việt cho biết, các ý kiến bổ sung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dựa trên cơ sở các ý kiến đại biểu Quốc hội và căn cứ tình hình thực tiễn để quy định chi tiết trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh vì lý do quốc phòng an ninh. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định của tòa án. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó chạy trốn. Liên quan đến trường hợp công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài và bị trao trả về nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tiến hành cấp giấy tờ nhập cảnh để đưa công dân về nước. Tuy nhiên, đối với trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, đề nghị giao cho Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đối với từng cá nhân cụ thể và không quy định chi tiết trong luật này. Bộ Công an cũng vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình vi phạm pháp luật trong tháng 10, từ ngày 15 tháng 9, 2019 đến 14 tháng 10, 2019, cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ 542 đối tượng bị truy nã, trong đó có 137 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Theo Bộ Công an, đã có hơn 4.100 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra toàn quốc trong tháng 10. Quy định cấm xuất cảnh với lý do an ninh lâu nay cũng áp dụng cho một số nhà hoạt động được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Biện pháp này bị cho là tùy tiện vì cơ quan chức năng không thể cung cấp bất cứ bằng chứng nào về việc gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Nhưng vẫn có những nhà hoạt động liên quan được xuất cảnh. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ dự kiến vào ngày 29 tháng 10 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đinh Bằng My, cựu hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thành Sơn, với tội danh bị cáo buộc xâm hại tình dục 7 nam sinh. Phiên tòa này được thông báo sẽ được tiến hành xử kín. Truyền thông trong nước vào ngày 28 tháng 10 dẫn nguồn từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết thông tin vừa nêu. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị cáo Đinh Bằng My, sinh năm 1961, về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, và tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Bằng My trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2018 đã nhiều lần gọi 7 nam sinh học các lớp 7, 8, 9 của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập, nhưng lại có hành vi dâm ô tình dục với 7 nam sinh này. Sau mỗi lần như vậy, bị cáo Đinh Bằng My cho tiền các nạn nhân nam sinh từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được nói với ai. Công an huyện Thanh Sơn hồi ngày 15 tháng 12 năm 2018 đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My. Tuy nhiên sau đó ông My lại được cho tại ngoại ở địa phương cư trú. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bổ sung và bắt giam bị cáo Đinh Bằng My. Đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ vào ngày 28 tháng 10 được báo giới dẫn lời cho biết thêm rằng phiên tòa sẽ xử kín là theo quy định vì các nạn nhân đều là trẻ em, chứ không phải là đề nghị của bị hại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trưa ngày 28 tháng 10 xuất hiện một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông đảo Palawan thuộc Philippines và đang tiến vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10.0 đến 11.0 độ Vĩ Bắc, 118.5 đến 119.5 độ Kinh Đông,
cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 500 km về phía đông đông nam. Dự báo đến ngày 29 tháng 10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 30 tháng 10, với vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 190 km về phía đông. Trong ngày 28 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 15, gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu, cần ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão. Các địa phương bị ảnh hưởng cần giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới để kịp thời xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm đến các nước trong khu vực, tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân Việt Nam vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn. Một nhà báo tự do người Hồng Kông hôm 28 tháng 10 đã làm gián đoạn một cuộc họp báo của cảnh sát và đọc một tuyên bố phản đối hành động đàn áp của cảnh sát đối với các nhóm phóng viên. Theo trang tin Hồng Kông FP, nhà báo có tên Ami IP đã đọc tuyên bố chỉ trích cảnh sát Hồng Kông sử dụng vũ lực đối với báo chí, ngăn cản phóng viên thực hiện nhiệm vụ. Cô IP đã sử dụng đèn pin có độ sáng mạnh rọi thẳng vào mặt những sĩ quan cảnh sát trong cuộc họp báo và nói rằng đó chính là cách mà cảnh sát đã làm với các phóng viên để họ không thể nhìn thấy những sai trái mà cảnh sát đang làm. Cô IP cho biết, nguyên văn, đêm qua nhiều cảnh sát chống bạo động đã ngăn cản chúng tôi đưa tin, đẩy chúng tôi một cách vô lý và gỡ mặt nạ chống hơi cay của chúng tôi, xịt hơi cay và bắn đạn cao su vào chúng tôi, khiến nhiều phóng viên bị thương. Một phóng viên đã bị giam giữ suốt 7 giờ đồng hồ. Cuộc họp báo đã phải tạm ngưng khi những sĩ quan cảnh sát rời họp báo. Cô IP sau đó bị dẫn ra khỏi phòng họp báo. Một số phóng viên đã thực hiện một cuộc tuần hành để phản đối. Những cuộc biểu tình đòi dân chủ và phản đối sự can thiệp của Bắc Kinh đã kéo dài suốt hơn 4 tháng qua và hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tính đến ngày 10 tháng 10, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ gần 2.400 người liên quan đến những cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên kênh YouTube RFI Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự hôm nay thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học đưa ra dự báo tốc độ già hóa dân số của Việt Nam đang tăng nhanh. Chỉ mất khoảng 20 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già. Chính phủ Việt Nam hiện đang quan tâm vấn đề này như thế nào? Phóng viên Trung Khang tìm hiểu trong bài sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Báo chí Việt Nam hôm 11 tháng 10 đồng loạt đăng tải cảnh báo của các nhà khoa học dự báo tốc độ già hóa dân số của Việt Nam sẽ tăng thuộc hàng nhanh nhất thế giới và Việt Nam chỉ mất khoảng 20 đến 22 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, giai đoạn dân số già còn gọi là giai đoạn dân số đã già là khi dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 14% tổng dân số. Còn giai đoạn già hóa dân số là sự gia tăng độ tuổi trung vị của dân số một vùng do tỷ suất sinh giảm và hoặc tuổi thọ trung bình tăng. Vào năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên trên tổng dân số tăng lên với tốc độ nhanh chóng, từ 8,1% năm 1999 lên 8,6% năm 2009 và hiện nay là khoảng 12%, tương đương khoảng 11,9 triệu người già. Liên quan vấn đề này, nhà nghiên cứu xã hội học tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, hiện công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hôm 11 tháng 10 đưa ra nhận định với Đài Á Châu Tự Do. Tỷ lệ dân số già tăng lên, nó sẽ trở thành một cái gánh nặng về mặt kinh tế cũng như là chăm sóc người già. Tất nhiên cái văn hóa của Việt Nam thì vẫn là trọng người già và người già nó là gọi là nó như là một cái phúc cho gia đình. Người dân thì ai truyền thống của chúng ta thì ai đều mong muốn là như vậy. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu rằng người già thì là không có sức lao động như là người trẻ. Và người già thì lại cần được chăm sóc khi về già. Thế thì những cái gánh nặng đấy nó sẽ dồn lên thanh niên. Theo một số chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ người già tăng vọt như vậy là do tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng từ 60 tuổi năm 1970 lên 76,6 tuổi hiện nay.
Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác là tỷ lệ sinh giảm do chính sách hai con được thực hiện tại Việt Nam lần đầu vào năm 1960 ở miền Bắc và lần thứ hai vào năm 1990. Giải bài toán dân số là vấn đề cần thiết hiện nay. Tuy nhiên, liệu lãnh đạo Việt Nam có nhận ra được những thách thức lớn và hệ lụy kinh tế, xã hội khi lực lượng lao động suy giảm và ngân sách phải tăng cho vấn đề an sinh xã hội? Trao đổi với Đài Châu Tự Do hôm 11 tháng 10, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư ký Viện Xã hội học Việt Nam nhận định. Chắc chắn là những người quản lý đất nước cũng đã phải nhìn thấy rồi, bởi vì chuẩn bị về thích ứng. Chẳng hạn như là thậm chí kể cả những giải pháp nó không hẳn là tích cực, ví dụ là chuẩn bị tinh thần để cho người cao tuổi tiếp tục không chỉ là trí tuệ của cộng đồng mà còn tiếp tục là lực lượng sản xuất. Những cái bằng chứng cho thấy là người ta theo cộng đồng quốc tế đang tìm cách kéo giãn tuổi nghỉ hưu. Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, tính đến nay đã gần 10 năm. Trên thực tế, hiện nay người cao tuổi về hưu ở Việt Nam được hỗ trợ gì từ chính phủ? Để tìm hiểu thêm, Đài Châu Tự Do liên lạc ông Nguyễn Đình Hòa, một cán bộ đã nghỉ hưu ở Hà Nội, và được ông cho biết về những trợ giúp cho người già, cán bộ nghỉ hưu mà ông đang được nhận. Nói chung là những người về hưu ấy, thì cái việc chăm sóc sức khỏe của mọi người ấy là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đồng lương thôi. Ngoài ra chăm sóc cái gì đâu. Nếu mà đã là hưu thì là được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế Việt Nam là gì? Là chỉ phát cái đơn thuốc theo cái bảo hiểm thôi, và bị các cái bệnh hiểm nghèo bị các về hầu như là mua ngoài hết. Có gì ưu tiên đâu, chả gì ưu tiên. Rồi thì Hà Nội đã làm cho 60 tuổi là được đi xe buýt miễn phí trong 5 năm. Nhưng mà già rồi thì đâu mà miễn phí. Thì đâu giúp đỡ. Ngoài cái đồng lương hưu, họ còn bắt cái người già là thỉnh thoảng phải ủng hộ lũ lụt 27 tháng 7, rồi là gia đình khó khăn vân vân. Theo một thống kê khác của The Economist, thì ở Việt Nam hiện nay lớp người trên 60 tuổi đang chiếm tỷ lệ khoảng 12% dân số, và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên mức 21% vào năm 2040, một trong những tỷ lệ tăng nhanh nhất trên thế giới. Một người dân ở Sài Gòn hôm 11 tháng 10 chia sẻ với Đài Châu Tự Do về cuộc sống của những người cao tuổi trong gia đình anh. Ba người trong nhà tôi thì trên 80 tuổi thì đều được trợ cấp của chính phủ, giống như tiền già trên 80 tuổi thì được là 300 mấy triệu một tháng. Ngoài ra còn có bảo hiểm y tế miễn phí. Bảo hiểm y tế thì không phải trả gì hết. Tất nhiên là những cái yêu cầu riêng như phòng lạnh phải trả, tiền thuốc bình dân, tiền nằm viện cho kiểu là bình dân nằm chung trường trung phòng thì miễn phí. Tất nhiên là những cái bệnh mà thuốc mạnh, những cái thuốc mà tốt ngoài danh mục của bệnh viện nhập vô thì được lòng bác sĩ cho kêu toa riêng đi là đằng sau cái toa thuốc. Thân nhân của bệnh nhân đi ra ngoài mua, thì nếu mà không có tiền để dành hoặc là không có con cái lương cao tới 300 mấy một tháng chỉ đủ ăn xôi buổi sáng thôi. Theo tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, để chuẩn bị đối phó những thách thức và hệ lụy liên quan dân số già, Việt Nam cần học kinh nghiệm của các nước đi trước, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến các quỹ như bảo trợ xã hội, quỹ lương hưu cho người già, quỹ chăm sóc người già, nhà dưỡng lão v.v. Việt Nam chỉ đơn giản là học hỏi theo thôi, nhưng cần phải có chính sách thích hợp. Tuy nhiên bà lo lắng, liệu nghiên cứu xong thì nhà nước có đưa vào chính sách được hay không? Và năng lực về kinh tế của Việt Nam có đáp ứng được hay không? Vì theo tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, cần rất nhiều tài chính để cho các quỹ chăm sóc người già này hoạt động. Và tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc nhà nước Việt Nam phải tăng ngân sách cho vấn đề an sinh xã hội, trong khi ngân sách mỗi năm đều bội chi. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và hẹn gặp lại!